thẻ slide show liên quan chủ yếu đến vấn đề trình chiếu slide hoặc là xuất slide sang video. Hai nút này là trình chiếu đúng không? Không có gì nữa. Giống như là nút F5 hoặc là Shift F5. Present online là trình chiếu online cho các đối tác online. Custom slide show là trình chiếu theo một cái danh sách mà mình tạo ra. Ví dụ đặt cái danh sách này là danh sách 2. Và trong cái slide này chúng ta sẽ nhặt ra những cái slide mà chúng ta muốn chiếu và add sang đây. Thì chúng ta sẽ có cái danh sách 2 này. Chúng ta chiếu theo cái danh sách đó. Trong phần này có 3 lệnh mà chúng ta cần quan tâm, đấy là Setup Slide Show, Release Time và Record Slide Show. Setup Show nó liên quan đến vấn đề trình chiếu hai màn hình. Phần trình chiếu hai màn hình chúng ta sẽ xem ở bài video kỹ thuật trình chiếu hai màn hình. Nhưng mà trong kỹ thuật đó thì chúng ta cần phải tích vào cái tùy chọn này, Use Presenter View. Với cái chế độ tích chọn này chúng ta sẽ xem được cái phần ghi chú nốt ở màn hình máy tính của chúng ta. Còn nếu muốn bộ slide show này chạy từ đầu đến cuối rồi nó lại quay vòng lại chạy từ đầu đến cuối thì tích ở cái chế độ là Browse at a Kiosk, trình chiếu ở quầy đấy, thì nó sẽ tự động chạy vòng tròn giống như là video ấy. Hai slide là ẩn slide, cái này chúng ta cũng đã nói rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sang cái lệnh rất là quan trọng là Release Time, là ghi lại dòng thời gian. Chúng ta sử dụng lệnh này khi mà chúng ta muốn slide này chạy tự động mà không cần người ấn, hoặc là chúng ta muốn cái slide này xuất ra video thì chúng ta sẽ sử dụng Release Time này. Trước khi mà chúng ta sử dụng cái lệnh đó thì chúng ta phải đặt tất cả các cái hiệu ứng cho các đối tượng con này. Ví dụ như là chúng ta phải đặt hiệu ứng cho cái tiêu đề nó chạy này, rồi hiệu ứng cho các cái đối tượng còn lại. Slide cũng vậy. Giả sử tất cả các slide này chúng ta đã đặt hiệu ứng rồi đúng không? Chúng ta phải hoàn thành tất cả các hiệu ứng của từng slide này, từng đối tượng này. Thì bước tiếp theo để mà tạo ra một cái slide chạy tự động ấy, là chúng ta sẽ phải vào slide show này, chúng ta ấn Release Time. Thì đây là cái ghi lại các cái lệnh thao tác theo thời gian của chúng ta. Ví dụ như là bây giờ tôi ấn này, thì cái quá trình này đang ghi hình lại những cái thao tác của chúng ta. Sau bao lâu chúng ta ấn, rồi là ấn nhanh hay chậm, thì nó sẽ ghi lại hết. Chúng ta ấn đến khi nào mà bộ slide nó chạy hết ấy, hoặc là chúng ta ấn đến cái chỗ mà chúng ta muốn dừng, thì ấn Escape ấy, sẽ có một thông báo là chúng ta có ghi lại cái quá trình này không. Chúng ta ấn Yes. Sau khi ghi xong, mở slide sorter này, chúng ta thấy đây nó có các cái thời gian nó ghi lại. Thời gian vừa rồi là ví dụ như là slide này nó tồn tại là 2-3 giây, slide này tồn tại là 5 giây. Trong cái thẻ transition này nó thể hiện là cái slide này nó tồn tại là 22 giây đây. Cái tròn là 23 giây. Cái này là 5 giây, 18 đúng không ạ? Cái này là 3 giây. Đó, thì đấy là các thời gian nó được ghi lại sau các slide này. Bây giờ chúng ta chiếu lên, chúng ta ấn F5. Thì slide này chạy tự động theo cái lệnh lúc nãy mà chúng ta đã làm. Bởi vì lúc nãy là tôi chờ rất là lâu tôi mới ấn đúng không ạ? Bây giờ nó cũng lại chờ rất là lâu nó mới ra. Thì cái slide này nó tồn tại là 22 giây từ lúc đầu đến lúc chuyển sang slide khác ấy. Thế còn slide này nó tồn tại là 5 giây. Nếu chúng ta trình chiếu ở một cái gian hàng, hoặc là trình chiếu ở quầy, hoặc là trình chiếu ở trên hội trường, chúng ta phải vào cái setup show này đặt chế độ là Browse as Kiosk. Cái này nó chạy tự động rồi, nhưng nếu chúng ta không đặt cái này này thì nó chạy hết một vòng là nó sẽ dừng lại. Còn nếu mà chúng ta tích chọn Browse as Kiosk này, chúng ta trình chiếu ấy, thì nó sẽ quay vòng lặp đi lặp lại. Chúng ta muốn xuất ra video, bây giờ đã có quá trình ghi lại các lệnh mà chúng ta đã đặt đúng không? Thời gian nhanh hay chậm ra sao thì chúng ta đã hết rồi. Sau đó chúng ta sẽ có cái lệnh export video này. Thì nó sẽ tạo ra cái video giống hệt cái lúc nãy chúng ta đã ghi hình. Khi mà chúng ta đã ghi hình một lần như thế này, cái thời gian này, các cái lệnh này nó đã ghi vào slide này. Nên nếu về sau mà chúng ta cứ bật lên ấy, cứ F5 lên thì nó sẽ chạy tự động. Mà không cần chúng ta ra lệnh. Hoặc là nó cứ chạy mà chúng ta muốn nó dừng cũng không được đúng không ạ? Bởi vì nó chạy tự động mất rồi. Nó chạy theo kiểu của nó rồi. Thế để xóa cái tự động này đi ấy, để mà chúng ta trình chiếu mà có người điều khiển
thì chúng ta phải xóa các lệnh ghi hình vừa rồi đi bằng cách là chúng ta vào Record Slideshow này, chúng ta ấn Clear. Thì đây nó có hai chế độ là Clear Time on Current Slide là chỉ xóa một cái slide này thôi hay là xóa toàn bộ. Thì chúng ta chọn là cái xóa toàn bộ thời gian và các lệnh ghi hình ở toàn bộ slide. Thì chúng ta thấy toàn bộ các cái con số về thời gian đấy nó mất hết đúng không ạ? Và cái này được reset lại. Và nếu mà chúng ta muốn ghi hình lại thì chúng ta lại phải ấn lại từ đầu bằng cái nút Rehaste Time này. Đấy là chế độ Rehaste Time.